với camera selfie ẩn dưới màn hình đẹp long lành. Video về mẫu iPhone 12 của Apple với thiết kế camera 4 ống kính mặt sau. Camera selfie ẩn dưới màn hình 120Hz khiến iPhone mê mẩn. Dựa trên các tin đồn về iPhone 2020, nhà thiết kế Palak cùng concept Siphone dựng lại hình ảnh iPhone 12. Các tin đồn gần đây cho biết, iPhone 12 sẽ có thiết kế gợi nhớ đến iPhone 4 với khung viền phẳng và khung kim loại góc cạnh, thay vì bò tròn như các iPhone hiện tại. Apple có thể sẽ trang bị cho iPhone mới hệ thống camera 4 ống kính ở mặt sau, bổ sung cảm biến 3D top để hỗ trợ các ứng dụng thực tế ảo tăng cường. Táo khuyết cũng được cho là sẽ loại bỏ tai thỏ trên iPhone 12, vì thế camera selfie và các cảm biến sẽ được ẩn dưới màn hình 120Hz. iPhone 2020 cũng sẽ hỗ trợ kết nối mạng 5G.